Thưa quý vị, bản tin về dịch COVID-19 sáng nay 3 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có 3.578 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 1.998 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 165.339 ca. Về tiêm vaccine, đến nay đã có gần 7 triệu liều được tiêm cho các đối tượng. Còn theo thông tin từ các cơ quan chức năng thành phố, sáng nay cho biết trong 1.262 mẫu xét nghiệm, phát hiện có 31 mẫu dương tính, trong đó có 26 trường hợp trong khu cách ly phong tỏa, 5 trường hợp trong cộng đồng. Đến sáng nay, thành phố có 1.696 trường hợp F0. Hôm qua đã có 29.791 người được test nhanh COVID-19. Dự kiến trong ngày hôm nay tiếp tục lấy mẫu sàng lọc cộng đồng các điểm với tổng cộng 43.430 test nhanh. Những điểm có dịch cần quan tâm chỉ đạo là các ổ dịch tại An Bình, Cái Khế, Ninh Kiều, Hưng Phú, Phú Thứ, Cái Răng, An Thới, Thới An Đông, Trà An, Công ty Cổ phần Thiên Quân Bình Thủy, Trường Thắng, Trường Xuân, Thới Tân, chợ Thới Lai, Thới Lai, Công ty Thủy sản Quang Minh, khu vực Thới Hòa, Thới An, Phước Thới, Ô Môn và Tân Lộc Thốt Nốt.